Vậy thì con hãy trả lời câu hỏi của bác đi. Con có dám rời khỏi nơi đây, đến một nơi xa lạ và xây dựng hạnh phúc với thằng Tuấn hay không? Con sẽ làm tất cả mọi thứ vì anh Tuấn. Con rời khỏi bạn bè, rời khỏi công việc, thậm chí con hy sinh cả tính mạng của con để anh ấy được hạnh phúc. Vì con cũng yêu anh. Nhưng bác ơi, còn số phận nữa. Không biết là số phận có tác hợp cho con với anh không nữa bác à. Bác chỉ cần biết như vậy thôi là đủ rồi. Cảm ơn con. Bác cảm ơn con nhiều lắm nhị hạ. Con cũng rất mong được như vậy. Con rất mong, nhưng có lẽ là không được. Con xin lỗi bác. Nói chuyện gì với chị vậy? Cũng không có gì đâu Kiều Như. Anh Hoàng đâu rồi Như? Anh Hoàng lên quận hỏi thăm tin tức của anh Tuấn rồi. Sao lại đi lên quận vậy? Anh nói là Sở Cẩm không biết vụ này, thì có lẽ là người trên quận làm. Kiều Như, chị có chuyện này muốn nói với em. Chuyện gì vậy chị? Hôm nay chị xin thú thật với Kiều Như. Chị rất yêu anh Tuấn. Chị yêu anh hơn tất cả những gì trong cuộc sống này. Và chị biết Kiều Như cũng rất yêu anh Tuấn. Có đúng như vậy không em? Chị hỏi chuyện này để làm gì? Kiều Như, hãy nói thật cho chị biết đi. Chị có chuyện muốn gửi gắm Kiều Như. Chị đã nói thẳng như vậy thì em cũng xin nói thật. Em rất là yêu anh Tuấn. Em sẽ làm tất cả mọi chuyện để anh ấy được hạnh phúc. Được như vậy chị yên tâm rồi. Nhưng mà chị muốn gửi gắm em điều gì? Chị yêu anh Tuấn, nhưng số phận giữa chị và anh ấy chắc là không thể nào đến được với nhau. Nếu như mai này mà không có chị, em có thể ở bên cạnh anh ấy, chăm sóc cho anh ấy được không? Hình như là chuyện này em nhớ là chị đã nói với em một lần rồi, nhưng sau đó có vẻ như là không đúng sự thật. Kiều Như, lần này là chị nói thật. Cái khổ của chị đã xuất hiện rồi. Lần trước đã làm em buồn, chị xin lỗi em. Em không có trách chị điều này. Có lẽ tại cái phước của em không có được tình cảm của anh Tuấn thì em phải chịu thôi. Em đừng nói như vậy. Chị thấy anh Tuấn cũng có tình cảm với em. Nếu như chị không còn ở bên cạnh anh, chị mong em hãy ở bên cạnh anh, quan tâm chăm sóc cho anh. Hạnh phúc của người đàn ông là có được một người phụ nữ bên cạnh và chăm sóc cho họ. Em đã nói với chị là em dám làm tất cả mọi thứ vì hạnh phúc của anh. Thì chị xin em, xin em hãy giúp chị điều này. Trong cuộc đời những người đàn ông chúng ta có những thứ không thể thiếu. Thứ nhất
rượu, thứ hai là trà, thứ ba là phụ nữ. Anh nói rất đúng, nhưng mà theo tôi á thì cần phải sắp xếp lại một chút. Vậy ông muốn xếp thế nào? Này nha, thứ nhất thì phải là phụ nữ. Nhưng mà tôi nói thêm ở đây, phụ nữ không phải là vợ của mình nghe. Khang. Kế đến thứ nhì và thứ ba là rượu và trà. Anh thấy tôi nói có đúng không? Vì rượu và trà không thể nào đứng trước mỹ nữ được. Tôi không ngờ ông lại ra dáng quân tử như vậy. Yếu điều thục nữ, quân tử hảo cầu. Hay quá, càng càng. Cái vụ thằng Quân con trai của tôi, ông là tôi đâu rồi? Anh cứ yên tâm đi, tôi đã xử lý im xuôi chuyện này rồi. Nhưng mà còn bà mẹ của cô Quan Dĩ Hà thì đang làm cho tôi khó xử một chút. Bà ta thì có liên quan gì tới chuyện này? Bà ta đã giết người. Bà giết người đi chung với kẻ bắt cóc. Giết người? Dạ, tôi đang tìm cách để giải quyết. Thật ra nếu xét vụ này thì bà ta quả thật là người có tội. Nhưng mà để êm xuôi ổn thỏa cho con trai anh, chắc tôi phải bỏ qua chuyện này cho bà ta. Không, không được bỏ qua cho bà ta. Sao vậy anh? Nếu không bỏ qua cho bà ta thì con trai anh làm sao thoát khỏi cái rắc rối này? Còn tôi thì không muốn xử lý như thế nào cũng được. Còn riêng bà ta thì không thể được. Chị hai, hai đứa ăn cơm đi. Không chờ má hả chị hai? Má bị má ta bắt rồi, chắc là bỏ tù má mình đúng không chị? Ăn cơm đi, không được nói bậy gì hết. Người ta giữ má vài ngày là người ta thả về à? Em nhớ má quá. Nè, mấy đứa phải ráng ăn giỏi, ăn thiệt ngoan thì má mới về nghe chưa? Em ăn giỏi mà ta thả má hả chị? Ừ. Mình ăn giỏi á, mau lớn á thì má ta sẽ thả má ra thôi. Nè, ráng ăn nhiều vô nghe chưa? Dạ. Ăn nhiều vô nghe chưa? Ngon ha. Dạ. Ngon quá. Chào cô. Ờ, chào anh. Bộ anh có tin tức gì của má tôi hả? Tôi đến đưa giấy báo sở cẩm cho cô. Đây là kết quả điều tra của mấy ngày nay. Sao lại có thể như vậy được? Sao má của tôi lại mang tội giết người? Đây là điều tra của bên sở cẩm. Má của cô chính là hung thủ giết người. Nhưng mà má tôi là tự vệ mà. Tự vệ nhưng cũng đã giết người. Má của cô mang tội ngộ sát. Anh ơi, nhưng mà với cái tội này, má của tôi có bị bỏ tù không vậy? Chắc chắn bà ấy sẽ bị ngồi tù. Vậy nếu ngồi tù thì ngồi tù bao lâu hả? Tôi nghĩ có lẽ sẽ là rất lâu. Với tuổi tác của má cô, có thể sẽ chết luôn trong tù. Chào cô, tôi về. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Sao cuộc đời lại nhiều bất công như vậy? Không thể nào. Má ơi, chuyện của con mà má phải mang quả sát thân rồi. Chị hai, má sao rồi chị hai? Sao rồi chị hai?
lẽ ngoài cách này sẽ không còn cách nào khả dĩ có thể cứu được má mình. Tuấn ơi, em xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh. Giữa hiếu và tình em chỉ có thể chọn một. Nếu còn kiếp sau, em xin hẹn gặp lại anh ở kiếp lai sinh. Chị Hà, em đẹp lắm. Hèn gì thằng Quân nó mê em thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng với thằng ngu đó em có thể thoát được, chứ riêng với tôi thì không bao giờ. Em sẽ không có được bất cứ cơ hội nào đâu. Vĩnh viễn không. Mà tình yêu vẫn luôn mang phép nhiễm màu và luôn mang theo đớn đau. Lòng luôn vương vấn mong chờ nợ kiếp ba sinh lòng chưa quên. Thôi thì cứ vui cho qua ngày, buồn chi để tâm tư ném tu đầy. Thì thôi buồn ơi cứ đi, để riêng tôi vài phút giây này, để rời đôi tay lại đan tay. Có nhau một ngày đắm mê say, mất nhau một đời thế gian ơi. Thương yêu ngày đầu biết nơi đâu mà nương náu, đến khi gặp lại biết đâu ai. Thương yêu dày sao thêm biết bao đời, đến khi cạn lời mới hay ta từng yêu. À, mời em ngồi. Em nghỉ ngơi rồi uống với tôi một ly. Càng hình như đêm nay em có tâm sự gì hả? Giọng hát của em sao nghe buồn quá. Bố có chuyện gì buồn sao? Em có thể kể cho tôi nghe được không? Ông Bá Hộ, không biết là ông có biết đêm trước tôi đã xảy ra chuyện gì không? Là chuyện gì vậy em? Đêm hôm trước, thằng con trai cưng của ông là cậu Hai Huân đã bắt cóc tôi. Vậy sao? Nhưng mà tôi trông em vẫn rất bình thường, có vẻ như là không có mệnh hệ gì quan trọng. Có chứ. Tôi thì không sao, nhưng còn má của tôi, má của tôi vì cứu tôi mà đã gây ra tội giết người. Vậy sao? Như vậy thì rất là nghiêm trọng rồi. Được rồi, tôi sẽ nói thẳng ra vấn đề mà tôi muốn nói với ông đêm nay. Chuyện gì em cứ nói, tôi đang lắng nghe đây. Ông Bá Hộ, tôi thừa biết tất cả những điều này là ông biết hết. Vậy tại sao chúng ta không thẳng thắn với nhau đi? Diễn kịch đấy mà làm gì? Tôi không muốn giọng gió. Giờ mới đúng là tính cách mạnh mẽ của em đây. Tôi muốn trao đổi với ông một chuyện. Em muốn trao đổi chuyện gì? Tôi
Tôi muốn ông cứu má tôi khỏi tội giết người. Cứu má cô? Nhưng mà nếu làm vậy tôi sẽ được gì? Tôi thừa biết ông thuê tôi hát không phải là vì yêu thích giọng hát của tôi gì đâu, mà cái ông muốn là thân xác của tôi. Em làm tôi hơi bất ngờ đó. Em nói tiếp đi. Điều mà tôi muốn trao đổi chính là sinh mạng của má tôi và tấm thân của tôi. Em muốn trao thân cho tôi? Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi đã suy nghĩ kỹ lắm. Em không hối hận chứ? Không hối hận. Nhưng còn một yêu cầu nữa. Là gì? Ông thả anh Tuấn ra. Tôi biết chắc là ông, ông biết anh Tuấn đang ở đâu. Tại sao em lại nghĩ là tôi biết cậu ta đang ở đâu chứ? Ông không cần phải làm bộ như vậy đâu ông Bá Hộ. Ông, chính ông, ông đã cho Mã Tạ tới bắt anh ấy đi. Ông đừng có nói ông không biết hả? Ông mà không biết, trên đời này ai biết đây? Ông hãy quyết định nhanh đi. Tôi không chờ đợi ông được đâu. Đúng là em hiểu con người của tôi. Em biết được là tôi rất yêu quý em, cho nên em ép tôi. Đúng vậy. Tôi hiểu rõ con người của ông, nhưng tiếc là tôi không tránh được. Có lẽ đây là số phận của tôi. Tôi đành phải chấp nhận. Cô ấy có vẻ rất nghiêm túc trong việc trao đổi. Mình phải nắm ngay cơ hội này. Còn việc của con Bích Ngọc sẽ tính toán sau cũng không muộn. Dạ chào ông. Chào ông. Thả cậu ta ra. Dạ. Dạ. Ông muốn làm gì nữa? Tôi thả cậu ra. Không có lý do gì sao? Một con người độc ác nham hiểm với ông, tự nhiên sao lại tốt như vậy? Cậu đúng là rất may mắn vì có một người đã hy sinh vì cậu. Tôi chúc mừng cho cậu rồi. Có phải ông đã nói tới Nhị Hà? Chính là cô ấy.
Nếu không có cô ấy thương lượng với tôi, có lẽ cậu không được yên ổn ra về như thế này đâu. Tôi không phải là người tốt bụng, cậu cũng dư sức biết mà. Cô ấy đã thực lượng gì với ông? Cậu muốn biết à? Tôi nghĩ là cậu nên tìm hiểu thì vẫn hay hơn. Nhưng chuyện này sẽ là chuyện buồn đối với cậu đó. Lần này được xem như là cậu may mắn, nhưng mà cậu phải nhớ, cậu chỉ có một quan nhị hà, không có một người con gái nào khác chịu đổi mạng của mình đâu. Từ đây về sau, cậu nên trân trọng cái mạng của mình đi. Và nhớ, tránh xa cô ấy ra, vì cô ấy là một đốt hoa đã có chủ. Chào cậu. Đi. Đi về đi. Giờ chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa rồi. Vậy là ông bá hộ đó đúng. Tại sao em làm như vậy hả gì à? Tại sao em lại trở thành người cô ấy? Tại sao em lại phản bội anh? Em không phản bội anh, là số phận. Số phận buộc em phải làm như vậy. Em phải đành chấp nhận thôi. Lại là số phận nữa sao? Anh khinh bỉ cái số phận đáng ghét đó. Chúng ta yêu nhau, chúng ta phải vượt lên số phận để đến với nhau. Em làm như vậy có khác nào đang giết chết anh? Không, chúng ta không thể nào thắng được số phận này đâu. Không thể nào. Em trả lời anh đi nhỉ? Điều gì khiến em phải trao thân cho ông ta? Em trả lời anh đi gì hả? Có phải vì em muốn cứu anh không? Hay còn một lý do nào khác? Là má của em. Má của em đã mang tội giết người, anh có biết hay không? Nếu như em không cứu má em, má em sẽ bỏ mạng ở trong tù. Anh nói cho em biết đi, làm sao đây? Làm sao em thắng được số phận này? Sao lại ra nông nỗi này? Ông trời ơi, sao ông lại bày ra cảnh đắng cay này đối với tôi? Tôi có làm gì sai đâu. Chỉ có mình ông bá hộ tôi mới cứu được má em. Em không thể nào làm cách khác được anh ạ. Đúng là số phận đã an bài. An bài cho chúng ta xong thật rồi. Anh
Tuấn. Em xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh. Anh hãy quên em đi, và hãy xem như là em đã chết. Nếu dễ dàng quên được thì tốt quá. Anh không thể nào quên được em. Dù có luân hồi chuyển kiếp, dù có lên thiên đàng hay xuống địa ngục, anh cũng sẽ không bao giờ quên được em. Sao đâu má, con làm cho má với bạn bè của con lo lắng mấy ngày hôm nay. Con dạy như vậy là ông trời con thương ba má lắm rồi. Mọi người chạy đôn chạy đáo tìm con khắp nơi mà không thấy. Con bị giam giữ ở đâu vậy con? Con cũng không biết. Họ bịt bắt con rồi dắt con đi, cho nên con cũng không biết đó là ở đâu. Nhưng mà sao, mà sao họ thả con về? Họ có bắt tội gì con không? Dạ không. Cũng là vì Hà đã hy sinh thân mình để cứu con, cho nên con mới được an toàn trở về. Con nợ cô ấy một mạng sống rồi má. Con nói như vậy là sao? Nhị Hạ đã hy sinh cái gì hả con? Cô ấy đã chấp nhận bán thân cho ông Bá Hộ để ông ấy bỏ qua cho con. Rồi sau này cô ấy sẽ làm thê thiếp của ông ta. Con đã mất cô ấy thật rồi. Con khổ quá má ơi. Xin lỗi con trai của má. Má phải theo ba con để con không phải vướng bận gì má. Con hãy cùng Nhị Hà cao chạy xa bay khỏi cái xứ sở khốn khổ này, và tìm một nơi bình yên để xây dựng tổ ấm cho cuộc đời mình. Má xin lỗi, má không thể theo con được. Nhưng linh hồn của má sẽ luôn luôn dõi theo con.
dành chúc phúc cho con như vậy hả? Má ra đi không có gì tiếc nuối, chỉ tiếc một điều là chưa được nhìn thấy cháu của má. Sau này con có con có cái, con hãy nói với tụi nó là bà nội rất thương tụi nó. Con hãy ở lại giữ gìn sức khỏe và yêu thương Nhị Hà. Má rất ân bụng khi có nó là con dâu của má. Chúc con trai của má ở lại hạnh phúc. Thương con rất nhiều. Vĩnh biệt con. Anh về hồi nào vậy? Họ thả anh ra sao? Anh về hồi tối qua. Em không đi học hay sao mà tới đây sớm vậy? Anh bị làm sao vậy? Hả? Bộ... Anh không sao. Họ đánh đập, hành hạ anh dữ lắm hả? Không có gì đâu em. Em vừa thi xong nên được nghỉ mấy hôm. Nhưng mà tại sao họ lại thả anh ra? Họ có ghép tội gì cho anh không? Không có đâu. Nè, em mang gì tới vậy? Em đem chút đồ ăn với lại trứng để cho bác bồi dưỡng. Để em mang vô bếp rồi em ra nói chuyện với anh sau nha. Anh về em thấy vui lắm. Mấy hôm nay em lo cho anh quá trời luôn á. Anh đem cháo cho má cái đã. Tại sao má lại hành động dại dột như vậy? Tại sao má lại bỏ con? Má ơi! Anh Tuấn! Chuyện gì vậy anh? Bác làm sao vậy anh? Bác ơi! Sao bác lại bỏ con với anh Tuấn đi vậy? Bác ơi! Anh đi kêu đóng tờ đi. Nhanh lên còn kịp anh ơi. Nhanh lên mà. Còn kịp rồi đâu em. Mà anh đã uống thuốc tự tử từ đêm hôm qua. Anh trông đợi má anh mà vô ý vô tư quá. Bác ơi. Tất cả là tại anh. Anh thật đáng chết. Không.
Bác ơi, bác tỉnh dậy đi. Bác ơi, bác tỉnh dậy đi bác ơi. Đừng bỏ con và anh Tuấn mà. Tôi cảm ơn ông bá hộ rất nhiều. Nếu không có ông giúp đỡ, chắc tôi chết gục ở trong tù rồi. Bà không cần phải cảm ơn tôi. Người mà bà cảm ơn là con gái của bà kìa. Dạ, nếu không có ông thì nó cũng đâu có làm gì được đâu. Tôi ngàn lần đội ơn ông. Không biết lấy cái gì để đền đáp ông đây. Mai này chúng ta là người nhà rồi, bà không cần phải khách sáo đâu. Mẹ, ông nói vậy là sao? Mẹ, mẹ ơi, à, con nhớ mẹ. Con ơi, bà mới thoát cảnh tù tội, hãy vui vẻ và đoàn tụ với gia đình đi. Nhi Hà, giao kèo với tôi và cô, chúng ta sẽ nói sau nghe. Ông nói cái gì? Giao kèo cái gì má không hiểu gì hết vậy? Dạ không có gì đâu má. Má mệt lắm rồi phải không? Má vô nhà nghỉ ngơi đi má. Vô con. Dạ. Ngon thiệt. Hôm nay vị giác của mình có vẻ tốt hơn thì phải. Ủa, có chuyện gì mà ông vui quá vậy? Mới sáng sớm mà uống rượu rồi à? À, hôm nay tôi cảm thấy vui trong lòng, nên uống có một ly thôi. Ủa, chẳng lẽ có tin vui của cậu Tuấn hả ông? À, chưa. Vậy chứ ông vui là vui cái gì? Bà không biết đâu, thằng đó nó cứng đầu lắm. Mấy hôm nay á, tôi phải dùng những cái biện pháp mạnh, vậy mà nó vẫn chưa khuất phục tôi đấy chứ. Biện pháp mạnh là sao? Ý ông nói là cho người đánh cậu ta đó hả? Thằng đó nó làm tôi máu dồn lên não rồi. Nếu không phải vì con Bích Ngọc thì tôi đã giết nó lâu rồi. Nếu vậy thì ông thay đổi cách thức đi. Con người á, có người ta ưa mạnh, có người thì người ta ưa nhỏ nhẹ. Nè, Hồng ấy á, ông cho tôi gặp cậu ta đi, tôi nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu coi sao. Bà đừng có lo lắng, cứ để tôi á nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu ta thử coi sao. Ông á là đàn ông thì làm sao nhỏ nhẹ như phụ nữ được chứ. Ông phải để chuyện này cho tôi ha. Sao? Tại tôi thả cậu ta rồi. Hả? Cái gì? Thả cậu ta hả? Tại sao ông lại thả cậu ta? Trời đất, ông thả vậy rồi nó trốn mất rồi sao? Mà làm cái gì vậy? Trốn là trốn sao? Cậu ta còn nhà cửa, còn mẹ già, làm sao mà trốn được? Đâu dễ vậy? Không được, ông phải bắt cậu ta lại liền.
Lỡ như mà có xảy ra chuyện gì, coi như kế hoạch của tôi và ông công cốc hết, hư hết, biết không? Vậy là mọi chuyện đã rõ rồi. Thì ra là cậu Tuấn đã bị gài bẫy. Hai người đúng là một nồi một dung không khác gì nhau mà.